Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Như thường lệ, trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23 tháng 8. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Hồng Thuận, trưởng phòng môi giới đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Thuận. Thưa anh, thì thị trường chứng khoán đã có giao dịch khá là tích cực, đem lại nhiều yếu tố có thể nói là bất ngờ đến nhà đầu tư trong phiên ngày hôm nay. Thì anh có nhận xét gì về phiên hôm nay ngày 23 tháng 8 ạ? Thưa anh, thì cái thị trường chứng khoán thì phiên hôm nay thì nó có cái tâm lý là khá tích cực, thì cái có thể thấy là cái tâm lý của nhà đầu tư thì có thể là tốt hơn so với phiên ngày hôm qua. Cái thanh khoản có cái phần tăng hơn so với phiên ngày hôm qua, nhưng mà cái vấn đề ở đây tôi nhận thấy là cái tâm lý nhà đầu tư đó ổn định hơn và tốt hơn. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể nhận thấy là thị trường nó tiếp tục nó có cái sự phân hóa, thì giữa các cái nhóm cổ phiếu thì các cái mã nó tiếp tục được kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu cũng như là lợi nhuận, và nó tiếp tục thu hút được dòng tiền và có sự tham gia điều đặn của khối ngoại. Thì cái điều thú vị của cái phiên ngày hôm nay là hầu như vào buổi sáng thị trường giao dịch khá là ảm đạm ở hầu hết các cái nhóm ngành của các mã cổ phiếu. Tuy nhiên thì vào buổi chiều thì thị trường nó có những cái bứt phá vào những cái phút cuối cùng của cái phiên ngày hôm nay, giúp cho bởi cái sự hậu thuẫn của các cổ phiếu blue chip đã giúp cho cái VN Index thì nó có điểm tăng điểm nhẹ và cũng như sàn Hà Nội. Thưa anh, thì có thể nói là thị trường đã và đang phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Thì theo anh thì điểm nhấn của thị trường trong phiên ngày hôm nay là gì ạ? Còn cái cổ phiếu nào thì nó ảnh hưởng đến thị trường ạ? Thì tôi thấy là chúng ta có thể nhận thấy là các cái yếu tố nó tạo nên cái thị trường phiên hôm nay. Thứ nhất là cái nhóm cổ phiếu ngành trụ cột nó có cái sự tăng giảm, nó đang xen nhau nhưng là không có cái sự đồng thuận tăng điểm giữa các nhóm trụ cột này. Thì chúng ta có thể thấy trường hợp của Vinamilk hay là trường hợp của Vincom, nhưng là vào cuối phiên thì nó cũng đã có cái sự tăng điểm, nó giúp cho chỉ số nó tăng. Thì ngoài ra thì cái nhóm cổ phiếu dự trữ thị trường trong phiên hôm nay có thể kể đến là trường hợp của Quảng Gia Lai, hay là trường hợp của HNG chẳng hạn, hay là trường hợp của TTF, thì mặc dù nó đã không có sôi động so với nhiều lắm cho với hai cái phiên ngày đầu tuần, thì nhưng mà cái động thái dịch tích cực của trường hợp của trong cái trường hợp nhà Lai hay là trường hợp của TTF thì đã giúp cho thị trường nó giao dịch sôi động hơn vào cuối phiên. Theo tôi quan sát thấy thì cái phiên hôm nay thì cái nhóm cổ phiếu ngành thép như điển hình như trường hợp bằng thép Hòa Phát hay là Hoa Sen và thép Nam Kim thì nó tiếp tục nó thu hút dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền khối ngoại. Thì mặc dù là trong cái thời gian qua thì có cái những bước điều chỉnh chung, thì nhưng tôi quan sát thì cái nhóm ngành thép thì hiện tại nó vẫn là cái tâm điểm và của thị trường, và nó tạo ra cái nguồn cảm hứng cho thị trường ở trong vào những cái giai đoạn mà khó khăn nhất của thị trường. Thưa anh, thì có cụ thể hơn là hôm nay cái sự phân hóa của dòng tiền diễn ra như thế nào ạ? Điều mà chúng ta có thể nhận thấy thì phiên hôm nay thì dòng tiền nó tiếp tục nó duy trì nó ảnh hưởng của mình và có nhóm cổ phiếu ngành thép, thì như tôi đã nói là trình bày ở trên. Ngoài ra thì nó còn có cái sự đồng thuận khá cao, thì có nhóm ngành xây dựng cơ bản hay là thêm dịch vụ, điển hình trường hợp chúng ta có thấy trường hợp của Hòa Bình hay là cổ phiếu thời gian qua cũng khá là ấn tượng thị trường, như là trường hợp của Vinason, VNS chẳng hạn. Còn riêng thì đối với các mã trụ cột hôm nay thì chúng ta có thể thấy trường hợp, ví dụ trường hợp của Vinamilk chẳng hạn, thì sau khi buổi sáng dịch khá là ám đạm thì nhiên buổi chiều thì nó cũng dịch rất là tích cực, nó giúp cho chỉ số nó lấy lại cái đà tăng điểm và nắm cái vai trò chi phối khá nhiều vào cái chỉ số của phiên hôm nay. Tuy nhiên thì trong phiên hôm nay thì tôi nhận thấy là chưa có cái sự cực lắm giữa các cái nhóm cổ phiếu trụ cột, mà trong khi mà nó có cái sự tăng giảm đang xen giữa các nhóm trường hợp như là BVH hay là Vincom hay là BV Cấm Băng chẳng hạn. Tuy nhiên thì cùng với sàn Phố Hồ Chí Minh thì sàn Hà Nội thì tôi thấy cái trường cổ phiếu BVS thì là một cái điểm sáng của cái sàn này trong phiên hôm nay. Thưa anh, thì có thể thấy là hiện tại thị trường đang thiếu vắng các cái thông tin hỗ trợ trực tiếp đến thị trường. Vậy thì theo anh, trong cái giai đoạn này nhà đầu tư nếu mà chủ động được á thì có cần quan tâm tới điều gì ạ? Theo cái điều mà mọi người chúng ta thì có thể nhận thấy rằng là cái thị trường cái thời gian qua thì nó được chi phối khá nhiều bởi cái thông tin kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp, và nhà đầu tư thì cũng có thể nhận thấy rằng thì cái thị giá của doanh nghiệp thì đã hầu như là đã phản ánh vào cái doanh nghiệp hết, và có những và cái giá cổ phiếu dầu phiếu đã tăng nhảy vọt vào thời gian vừa qua. Và cái giai đoạn hiện tại thì thị trường thì thật sự đang có một cái sự, như anh nói là có cái sự thiếu vắng cái thông tin là khá
tích cực để hỗ trợ thị trường như trong cái đoạn vừa qua. Thêm vào nữa thì cái động thái bán ròng của nhà đầu tư gần đây, của nước ngoài nhà đầu tư gần đây thì làm cho cái thị trường thì nó cái phần là ảm đạm hơn. Thì cái vấn đề hiện tại của nhà đầu tư chúng ta thì nên có một cái nhìn trung và dài hạn hơn, thì xem xét thì xem qua những yếu tố như là những cái quyết sách của chính phủ và những cơ quan ban ngành thì thường là nó có sẽ có một cái độ trễ nhất định, và về như là về mặt tỷ giá, lãi suất hay là gần hơn là cái câu chuyện về nới râm thì cũng như là đang được thông qua, và xa hơn có thể thấy là những cái sản phẩm mới để kích thích cho cái thị trường chứng khoán, là đặc biệt là cái chứng khoán phái sinh là những cái theo tôi đó là những cái yếu tố mà nhà đầu tư cần quan tâm ở trong thời gian sắp tới. Thưa anh, thì còn về giao dịch của khối ngoại thì thời gian qua chúng ta có thể thấy là các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng liên tục, và hôm nay là đã là phiên thứ 9. Vậy thì theo anh chúng ta có nên có cái nhìn như thế nào về cái động thái này? Thưa anh thì điều chúng ta mà có thể nhận thấy là sau cái chuỗi mua ròng khá ấn tượng ở cái thời gian trước đó, thì cái chính phiên ở đây thì nhà đầu tư nước ngoài họ đã quay sang bán ròng, và bán ròng thậm chí có thể nói là khá là mạnh. Thì tôi có ghi nhận thế này, thì các cái mã nhà đầu tư bán ròng ở thời gian qua tôi thấy chủ yếu là các cái mã blue chip, như trường hợp của Vincom chẳng hạn đã bị bán ròng khá là mạnh ở trong vài phiên gần đây. Thì hai trường hợp của Vinamilk cũng là một cái ví dụ điển hình cho cái động thái này. Nhưng mà xét về cái chiều ngược lại thì nhà đầu tư nước ngoài thì họ đã quay sang giải ngân những cái mã cổ phiếu có thể nói là đã tăng hoặc là tăng rất ít trong cái thời gian vừa qua. Thì điều mà theo tôi quan sát có thể là cái động thái này thì thấy là họ sẽ đang cơ cấu lại cái danh mục của mình, và những thứ mà thì cái động thái này thì tôi nghĩ là có cái nhìn khá là tốt, cũng như là cái nhìn khá tích cực của cái khối ngoại trong cái thời gian vừa qua. Và thêm nữa thì cái nhà đầu tư ngoại thì họ đang cơ cấu những cái nhóm ngành này, thì những cái nhóm ngành thì theo tôi mà quan sát thì họ giải ngân vào những cái doanh nghiệp mà có cái nền tảng cơ bản là tôi thấy là khá là tốt, và theo tôi quan sát thì nhà nước ngoài thì họ đã giải ngân ròng mua ròng khá là mạnh thời gian qua, điển hình như là các cổ phiếu, nhưng mà tôi quan sát tôi thấy được là trường hợp của Hòa Phát chẳng hạn là chuyên ngành thép, thứ hai là trường hợp của KBC bất động sản công nghiệp, và hai trường hợp đối với sàn Hà Nội là cổ phiếu BVS có dầu khí, là những cái mã mà được nước ngoài mua ròng khá là mạnh ở trong thời gian vừa qua dù nước ngoài có bán ròng. Xin cảm ơn anh. Những chia sẻ vừa rồi của anh Thuận cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Ngay sau phút giải lao chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình, phần cập nhật những thông tin thị trường.